Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Ukraine tuyên bố bắn hạ 15 trên 20 máy bay không người lái của Nga nhắm vào Odessa. Ukraine báo cáo cuộc tấn công bằng UAV của Nga làm hư hại phòng trưng bày nghệ thuật 124 năm tuổi. Các chuyên gia Ukraine bị chỉ trích vì thuyết phục sử dụng thuốc cấm để trị liệu cho binh sĩ. Video cho thấy pháo phòng không bắn hạ máy bay không người lái Zala của Nga. Người dân Gaza có thêm 4 giờ để tiếp tục di chuyển về phía Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Iran nói Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu chiến tranh Gaza không kết thúc. Quan chức cấp cao Hamas công khai xác nhận liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Nga, cảnh báo Hoa Kỳ sẽ không mãi mạnh mẽ. Anh rút một số nhân viên đại sứ quán khỏi Liban. Pháp gửi xe bọc thép cho Liban. Thủ tướng Úc hy vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc, nhưng nói rằng mình không hoàn toàn tin tưởng ông Tập. Na Uy đang tìm cách hồi sinh kênh ngoại giao Israel-Palestine. Chủ nghĩa bài do Thái đã tăng lên gần 400%. Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ áp dụng cấm xe theo ngày chẵn lẻ để giảm thiểu ô nhiễm không khí. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng ngày 7 tháng 11 của DKN. Trà đạm thủy từ xưa đến nay trà luôn là một thức uống vô cùng quen thuộc từ những ly trà đá bên vỉa hè cho đến những chén trà nóng trong mỗi gia đình tất cả đều hòa quyện một nét văn hóa cổ xưa cổ nhân giảng quân tử tri giao đạm nhược thủy bạn bè thâm giao gặp nhau có thể thân tình mời một chén trà thanh đạm cái tên trà đạm thủy khởi nguồn từ đó trà đạm thủy được chế biến từ những nguồn nguyên liệu vô cùng sạch hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, không phân bón. Trà được hái bằng tay từ những cây trà cổ thụ nằm trong những khu rừng trên núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, quanh năm mây mù bao phủ. Trà có nước vàng óng, vị đậm, hương thơm và ngọt hậu. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà Đạm Thủy, đặt mua qua số điện thoại 0945689573, truy cập gian hàng Shopee bằng mã QR hoặc ấn vào đường dẫn có trong phần mô tả và bình luận của video này. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu là diễn biến đáng chú ý về chiến sự tại Đông Âu. Người phát ngôn quân đội Ukraine ngày 6 tháng 11 cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công 15 trong số 20 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm, cùng với một tên lửa hành trình. Quân đội Nga đã khai hỏa hai tên lửa không đối đất dẫn đường ở Kherson, 22 máy bay không người lái Sahet-136-131 và tên lửa chống hạm P-800 Onyx cùng với tên lửa đạn đạo Iskander-M ở Crimea. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng cảng của tỉnh Odessa và các cơ sở dân sự ở thành phố Kherson. Cuộc tấn công đã làm hư hại một tòa nhà cao tầng, cơ sở hạ tầng cảng và nhiều phương tiện và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Trước đó, lực lượng Nga đã bắn vào Odessa hai lần vào ngày 5 tháng 11, khiến 8 người bị thương. Trong lần tấn công này, họ sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M và tên lửa siêu thanh Onyx. Chuyển sang một thông tin khác. Như tin đã đưa, một bảo tàng nghệ thuật 124 tuổi đã bị hư hại khi Nga tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine, làm ít nhất 5 người bị thương và cháy các xe tải chở ngũ cốc. Ông Oleg thống đốc vùng Odessa cho biết, vào ngày 6 tháng 11, Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Odessa tròn 124 tuổi. Nhưng vào đêm trước ngày 6 tháng 11, người Nga đã chúc mừng di tích kiến trúc của chúng tôi bằng một tên lửa gần đó. Thống đốc cho biết, các bức tường của tòa nhà đã bị hư hại, trong khi một số cửa sổ và cửa kính bị vỡ. Các nhà chức trách cho biết các máy bay không người lái này đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng Odessa, bao gồm nhà kho và thiết bị bốc hàng trước khi Ukraine bắn hạ 15 máy bay không người lái của Nga trên bầu trời thành phố. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Odessa là một trong những cung điện lâu đời nhất của Odessa, nơi lưu giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật trước chiến tranh, bao gồm các bức tranh của một số nghệ sĩ Nga và Ukraine nổi tiếng nhất vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Hội đồng thành phố Odessa đã công bố một đoạn video cho thấy các cửa sổ bị thổi bay và các mảnh vỡ bên trong nơi được cho là bảo tàng nghệ thuật. Trên con phố gần bảo tàng, vụ tấn công đã để lại một hố sâu vài mét. Theo chính quyền thành phố, đã có một người bị thương ở đó. Thống đốc địa phương cho biết, tất cả những người bị thương ở khắp thành phố đều cần phải nhập viện. Và các vụ nổ cũng được báo cáo ở vùng Khơ Son, nằm cách Odessa 143 km về phía đông. Tin tiếp theo Giữa chiến tranh, Ukraine đang chứng kiến một liệu pháp tâm lý được hỗ trợ bằng chất cấm gây nghiện, ketamin và các loại thuốc gây ảo giác khác. Điều này đã diễn ra bất chấp sự phản đối gay gắt của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Các trường hợp rối loạn tâm thần nghiêm trọng đang gia tăng ở Ukraine và các nhà trị liệu tâm lý đang ngày càng chuyển sang sử dụng những chất bị cấm trong trị liệu. Những loại chất cấm và đặc biệt là thuốc gây ảo giác được sử dụng để giúp điều trị cho những người lính bị sang chấn tâm lý. Các chuyên gia ở Ukraine đang kêu gọi quốc hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các chất này để chữa bệnh. Kenya Vonisia, Giám đốc Trung tâm Phục hồi và Sức khỏe Tâm thần, cựu chiến binh của Bộ Y tế Ukraine, là người có tiếng nói hàng đầu trong chiến dịch này, nói rằng Ukraine đang cố thúc đẩy những việc này. Quốc hội nên đặt ra các bước cụ thể về những gì chúng ta cần làm để cung cấp liệu pháp hỗ trợ ảo giác ở Ukraine. Giống như cần xa, thuốc gây ảo giác nằm trong danh sách các loại thuốc bị cấm. Chúng không được đưa vào hướng dẫn điều trị. Chẳng hạn như đối với PTSD, chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Chúng không được đưa vào hướng dẫn điều trị. Chẳng hạn như đối với PTSD, chúng tôi muốn hãy thay đổi điều đó. Giám đốc Vonistina nói, chuyên gia này tin rằng cách tiếp cận của mình là đúng đắn, đặc biệt là ở Ukraine thời chiến. Bà Vonistina cho biết, một buổi trị liệu truyền thống kéo dài tối đa 1 hoặc 2 giờ. Một người bị tổn thương tâm lý cần nhiều buổi như vậy và liệu pháp này thường kéo dài 1 hoặc 2 năm. Nhưng theo bà, liệu pháp hỗ trợ bằng ảo giác có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Bà cho biết, điều này rất quan trọng vì do chiến tranh, chúng tôi có những trường hợp phức tạp không đáp ứng được phương pháp điều trị thông thường. Tuy nhiên, vẫn có cảnh báo rằng các liệu pháp mới có khả năng chữa lành, chứ không phải thuốc gây ảo giác giúp các binh sĩ hồi phục. Các binh sĩ của lữ đoàn 92 của lực lượng vũ trang Ukraine đã đăng tải đoạn video về vụ bắn hạ máy bay không người lái Zala của Nga. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 92 mang tên Ivanchiko đã đăng tải những hình ảnh về vụ bắn hạ này. Kết quả cho thấy một máy bay không người lái đã bị phá hủy và một chiếc UAV khác cũng bị bắn rơi vào cuối ngày hôm đó. Chuyển sang tình hình điểm nóng Trung Đông Ngày hôm qua, quân đội Israel lại một lần nữa thực hiện ngưng tấn công và cho phép người dân ở phía Bắc Gaza có thêm 4 giờ đồng hồ để di tản an toàn về phía nam của vùng đất này. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo chính thức về nội dung này như sau. Hôm nay, Jan Han, tức là lực lượng phòng vệ Israel IDF, sẽ lại cho phép đi qua đường Salah al-Din, tức là tuyến đường giữa phía Bắc và phía Nam Gaza, từ 10 giờ đến 14 giờ theo giờ địa phương. Phát ngôn viên này nói trước người dân phía Bắc của Gaza rằng nếu bạn nghĩ về bản thân và những người thân thiết của mình, thì hãy đến khu vực phía Nam, theo chỉ dẫn của quân đội Israel. Và rằng Hamas đang làm tổn hại đến các nỗ lực nhân đạo đang diễn ra và họ đang sử dụng dân thường ở dài Gaza làm lá chắn cho chính họ. Chuyển sang một diễn biến khác có liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Mohammad Reza Astiani đã cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề nếu không ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Israel tại giải Gaza. Ông Astiani nói rằng, lời khuyên của chúng tôi dành cho người Mỹ là hãy chấm dứt ngay cuộc chiến này và thực hiện lệnh ngừng bắn, nếu không họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Và chúng tôi luôn khuyến nghị người Mỹ không ủng hộ chế độ do Thái. Bộ trưởng Iran cho biết thêm, Mỹ đã bắt một số sai lầm chiến lược, đặc biệt là ở Tây Á. Và trong hoàn cảnh hiện tại, việc Hoa Kỳ đã gửi thông điệp tới Iran chứng tỏ họ đang rơi vào tình huống không mong đợi. Tướng Astiani ví von rằng người Mỹ cùng với người Israel hiện đang ở trong một vũng lầy và họ đang cố gắng thoát ra. Israel đã kích hoạt cỗ máy chiến tranh vào ngày 7 tháng 10 sau cuộc tấn công của Hamas. Israel cũng đã cắt nhiên liệu, điện, thực phẩm và nước uống ở Gaza. Các căn cứ quân sự và nhân sự của Mỹ ở Iraq và Syria đã liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi chính quyền Israel phát động cuộc chiến. Ngày 1 tháng 11, lãnh đạo cách mạng hồi giáo, Ayatollah e Seyed Ali Khamenei đã kêu gọi các quốc gia hồi giáo gây sức ép để chấm dứt hành động tàn bạo của Israel đối với Gaza, áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính quyền nước này và ngừng xuất khẩu dầu và hàng hóa sang các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong khi đó, mới đây các quan chức cấp cao của Hamas đã xác nhận tổ chức này có liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Nga và cho rằng cuộc chiến này làm cho tất cả kẻ thù của Hoa Kỳ càng xích lại gần nhau hơn. Giống như Liên Xô, Hoa Kỳ sẽ không mạnh mẽ mãi mà sẽ sụp đổ. Tuần trước, các phương tiện truyền thông của Liban đã công bố một đoạn video phỏng vấn quan chức của Hamas. Người này là Ali Baraka, giám đốc quan hệ nước ngoài của Hamas. Theo Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông của Hoa Kỳ, ông baraka đã trực tiếp nêu tên những nước ủng hộ lực lượng hamas bao gồm triều tiên iran nga và đảng cộng sản trung quốc baraka nói trong cuộc phỏng vấn ngày nay bất kể kẻ thù nào của hoa kỳ đang ngày càng xích lại gần nhau hơn tất cả kẻ thù của hoa kỳ trong khu vực đang bàn bạc và xích lại gần nhau có thể một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau gây chiến và hãy để hoa kỳ trở thành lịch sử ông nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Hamas với Trung Quốc và Nga. Ông nói, hiện tại Nga liên lạc với chúng tôi hàng ngày. Trung Quốc thì đã cử đặc phái viên tới Doha, thủ đô của Qatar, để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Hamas. Ông Baraka nói thêm, một phái đoàn Hamas đã đến thăm Moscow và sắp tới sẽ có một phái đoàn Hamas đến thăm Bắc Kinh. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó đưa tin, Trạch Quân, đặc phái viên của Trung Quốc tại Trung Đông, đã đến thăm Doha, và gặp bộ trưởng bộ ngoại giao Qatar và trao đổi quan điểm về tình hình giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên báo cáo không đề cập đến việc đặc phái viên này đã gặp các lãnh đạo Hamas. Ông Baraka cũng báo cáo rằng ông Kim Jong Un ủng hộ Hamas và tin rằng Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Ông này nói: "Lãnh đạo Triều Tiên có lẽ là người duy nhất trên thế giới có khả năng tấn công Mỹ. Ông ấy là người duy nhất." Ông nói: có thể sẽ đến ngày Triều Tiên can thiệp, vì dù sao thì đây cũng là một phần của liên minh. Còn về Iran, mặc dù họ không có vũ khí có thể tấn công Mỹ, nhưng nếu Mỹ mở rộng sự can thiệp, họ có thể tấn công Israel cũng như các căn cứ và tàu của Mỹ trong khu vực. Chuyển sang một diễn biến khác. Hôm thứ Hai, phía Anh cho biết họ đã tạm thời rút một số nhân viên đại sứ quán khỏi Liban và yêu cầu công dân Anh rời khỏi đất nước trong khi vẫn có các lựa chọn. Thông tin do Văn phòng của Khối Thịnh Vượng Trung và Phát triển FCDO công bố cho biết các sự kiện ở Liban đang diễn ra nhanh chóng và tình hình có khả năng xấu đi và không thể cảnh báo trước trong bối cảnh xung đột Palestine-Israel. Cảnh báo du lịch được đưa ra do những rủi ro liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine ở Gaza. Cảnh báo cho biết các tuyến đường thương mại ra khỏi Liban có thể bị gián đoạn nghiêm trọng hoặc bị hủy bỏ trong thời gian ngắn và các con đường trên khắp đất nước có thể bị đóng cửa. Lời cảnh báo trước được đưa ra là, nếu bạn hiện đang ở Liban, chúng tôi khuyến nghị bạn rời đi ngay bây giờ. Việc di chuyển trong hoặc ngoài Liban là rủi ro của riêng bạn. Và FCDO không thể cho những công dân biết liệu việc đi đến bất kỳ điểm khởi hành nào ở Liban có an toàn hay không. Thông tin từ FCDO cũng cho biết thêm rằng các cuộc trao đổi và không kích bằng súng cối, pháo binh đang diễn ra ở Nam Liban trên danh giới với Israel và căng thẳng đang ở mức rất cao. Các sự kiện có thể leo thang mà không có cảnh báo trước. Điều này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế các tuyến đường ra khỏi Liban. Ngoài các nguy cơ về cuộc chiến, các nguy cơ xảy ra tình trạng bất ổn dân sự do các cuộc biểu tình cũng được cảnh báo. đã có những cuộc biểu tình lớn bên ngoài các đại sứ quán, bao gồm cả bên ngoài đại sứ quán Mỹ, Pháp và dự kiến sẽ có thêm các cuộc biểu tình xảy ra. Ở một diễn biến khác, Pháp sẽ gửi hàng chục xe bọc thép cho quân đội của Liban để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ tuần tra ở nước này. Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp công bố trong bài phát biểu vào hôm thứ hai. Phát biểu với tờ L'Orient-Le Jour của Liban, sau chuyến đi tới nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, điều quan trọng là phải tăng cường quân đội quốc gia Liban để lực lượng này có thể phối hợp tốt với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Khi căng thẳng gia tăng giữa Israel, ông này nói, chúng tôi sẽ theo đuổi mối quan hệ đối tác về thiết bị quân sự, đặc biệt là việc vận chuyển quân đội được bảo vệ bằng áo giáp, vốn là chìa khóa để duy trì hoạt động tuần tra. Đồng thời cho biết thêm rằng, vài chục xe bọc thép sẽ sớm được trao cho quân đội Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói thêm, sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho quân đội Liban là lâu dài, bất chấp những khó khăn hiện tại. Ông này cho biết, ngoài ra Paris cũng sẽ cung cấp thuốc và thiết lập một chương trình chung để mua vật tư y tế với giá hợp lý cho quân đội Liban trong tương lai. Phía Pháp nói rằng họ đã tìm cách sử dụng mối quan hệ lịch sử của mình với Liban để cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Nhưng cuối cùng bạo lực đã gia tăng, có khoảng 700 binh sĩ Pháp là thành viên của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, được thành lập năm 1978. Sau bạo lực ở biên giới Israel-Liban, Hezbollah một nhóm vũ trang Hồi giáo, Sitter bị Hoa Kỳ và các nước khác xếp vào tổ chức khủng bố. Lực lượng này nắm giữ quyền lực to lớn ở Liban, nơi nền kinh tế đang bị tàn phá và nhà nước hầu như không hoạt động. Các nhà lãnh đạo Liban lo ngại các cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel có thể bùng phát thành một cuộc xung đột lớn hơn tại Trung Đông. Chuyển đến một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trong sự kiện được coi là thời khắc lịch sử sau nhiều năm quan hệ đóng băng giữa hai nước. Ông Albanese là nhà lãnh đạo Úc đầu tiên đến thăm Trung Quốc đại lục trong 7 năm qua. Trong suốt thời gian này, hai quốc gia chìm trong căng thẳng kéo dài và các bên đã áp đặt các lệnh cấm và hàng rào thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho biết, hai quốc gia đang ở một thời điểm khởi đầu mới. Ông nói, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Úc để cải thiện, duy trì và phát triển quan hệ giữa hai bên với mục tiêu tăng cường sự tìm cậy, trao đổi, mở rộng hợp tác, củng cố tình hữu nghị lẫn nhau, hướng đến mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân dân hai nước. Thủ tướng Amanis đã tận dụng những lợi ích của việc phát triển thương mại với Bắc Kinh và sự gắn kết tích cực hơn nữa giữa hai nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc cũng không nói rằng mình hoàn toàn tin tưởng ông Tập Ông Abanis nói: "Chúng tôi có các hệ thống chính trị khác nhau, nhưng sự cam kết mà tôi có với Trung Quốc hoặc với Chủ tịch Tập là tích cực, chúng mang tính xây dựng. Công việc của tôi là đại diện cho lợi ích quốc gia của Úc, và ông Tập là lãnh đạo của một quốc gia khác với những lợi ích khác nhau." Ông Abanis cũng nhắc lại sự ủng hộ của Úc trong việc duy trì hiện trạng đối với Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của Trung Quốc và Trung Quốc vẫn luôn sẵn sàng sử dụng vũ lực để chiếm giữ. Nhiều ý kiến cho biết, lần gặp này là bài kiểm tra đối với thủ tướng Úc Anthony Albanese và thách thức đặt ra là ông sẽ phải giữ vững lập trường trong các vấn đề khó khăn. Phía Úc nói rằng, họ muốn thấy mối quan hệ tốt nhất có thể giữa Úc và Trung Quốc, nhưng đó phải là mối quan hệ trung thực, thẳng thắn và họ phải thực sự rõ ràng về những kỳ vọng của mình. Chuyến đi của thủ tướng Anthony Albanese trùng với dịp kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Gottwiller tới Trung Quốc và dự kiến sẽ có thể chỉ mang nặng tính biểu tượng. Chuyển sang một thông tin khác. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide đã cho biết, nước này đang tìm cách khôi phục kênh ngoại giao giữa Israel và Palestine nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên. Na Uy đóng vai trò là người điều phối các cuộc đàm phán từ năm 1992 đến năm 1993 giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine PLO dẫn tới Hiệp định Oslo năm 1993. Kể từ đó, quốc gia này vẫn tham gia với tư cách là chủ tịch của nhóm tài trợ điều phối hỗ trợ quốc tế cho các vùng lãnh thổ của Palestine, Ủy ban Liên lạc ASLC. Ngoại trưởng Bát Ai cho biết, hiện người ta đang quan tâm đến việc cố gắng khôi phục AHLC như một kênh ngoại giao khả thi khi Israel tăng cường tấn công vào Gaza trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas, nổ ra vào tháng trước. Ông Bad Ai nói với báo giới, Bây giờ chúng tôi nhận được thông tin từ rất nhiều phía, người Mỹ, người châu Âu và người Ả Rập, và từ nhiều bên trong số các bên trong cuộc xung đột. Những người muốn xem liệu cách này có thể phù hợp trở lại hay không. Cuộc chiến này đã nhắc nhở mọi người rằng không có giải pháp lâu dài nào khác cho vấn đề này ngoài giải pháp hai nhà nước. Điều mà người ta đã hy vọng thấy sau Hiệp định Oslo 30 năm trước. Ông Bát Ai cũng cho rằng có thể từ tình huống bi thảm khủng khiếp đang diễn ra ở Gaza ngày nay, chúng ta có thể thấy một tiến trình chính trị trở lại đúng hướng. Với điều kiện cuộc chiến ở Gaza không lan sang các nước khác ở Trung Đông, ông nói, đó là điều chúng tôi hy vọng và nếu những người liên quan muốn điều đó, Na Uy đương nhiên sẽ sẵn sàng hỗ trợ bằng những gì chúng tôi có thể. Nhấn mạnh những nỗ lực của Na Uy, trước đó, Thủ tướng Jonas Gastor đã nói chuyện với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi về Gaza, bao gồm cả giải pháp hai nhà nước phải được thảo luận lại như thế nào và thể hiện sự tham gia của Na Uy về vấn đề này trong nhiều năm. Thủ tướng Na Uy tuyên bố, bây giờ chúng ta phải suy nghĩ về hậu quả của cuộc chiến các sáng kiến và giải pháp ngoại giao là cần thiết. Chuyển sang một thông tin khác. Giám đốc điều hành của Liên đoàn Chống Phỉ Báng Thế Giới cho biết, trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình MSNBC, rằng chủ nghĩa bài do Thái đã gia tăng ở mức đáng kinh ngạc, lên 388% kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm ngày 7 tháng 10. Ông Jonathan Greenblatt, giám đốc liên đoàn, nói với báo The Sunday Show rằng nhóm của ông đã chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở kinh doanh hàng ngày do người Do Thái điều hành, bên cạnh các cuộc tấn công nhằm vào các cá nhân riêng lẻ và nơi thờ tự. Ông nói tiếp, tôi không nói về các cửa hàng sản xuất áo phông của lực lượng phòng vệ Israel, tôi đang nói về một quán cà phê ở Long Island, một tiệm kem ở Bay Area, một nhà hàng ở Chicago, nơi có người Do Thái bị tấn công. Theo ông, chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng và chúng đang được bình thường hóa mỗi ngày. Ông Greenblatt cũng đưa vấn đề về hàng loạt vụ việc bài do thái diễn ra trong khuôn viên của các trường cao đẳng và đại học Ivy League, Harvard và Cornell. Trung tâm chủ nghĩa cực đoan ADL đã cho biết, dữ liệu sơ bộ cho thấy 312 vụ việc bài do thái được báo cáo ở Hoa Kỳ từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, bao gồm quấy rối, phá hoại và hành hung. Khoảng 190 trong số đó có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Trong số các ví dụ được ADL trích dẫn, có cáo buộc hành hung thể chất, tin nhắn trực tuyến bạo lực, đặc biệt là trên nền tảng nhắn tin Telegram và các cuộc biểu tình, trong đó ADL nhận thấy sự ủng hộ ngầm rõ ràng hoặc mạnh mẽ đối với Hamas và hoặc bạo lực chống lại người Do Thái ở Israel. Cùng kỳ năm 2022, ADL đã ghi nhận 64 vụ việc bài Do Thái của Mỹ, trong đó có 4 vụ có liên quan đến Israel. Trên thực tế, chủ nghĩa bài Do Thái đã có xu hướng gia tăng ở Mỹ trước chiến tranh Gaza gần 3.700 vụ việc bài Do Thái đã được ghi nhận vào năm 2022, nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó kể từ thời điểm 1979. Thành phố Delhi của Ấn Độ sẽ hạn chế sử dụng phương tiện giao thông trong một tuần, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 11, để hạn chế ô nhiễm không khí. Bộ trưởng Môi trường của chính quyền địa phương cho biết hôm nay, vì chất lượng không khí vẫn ở mức nghiêm trọng, bất chấp những nỗ lực giảm thiểu Quy định này sẽ cho phép các phương tiện có biển số lẻ chạy vào các ngày lẻ và các phương tiện tương tự có số đăng ký chẵn sẽ được phép lưu thông trên đường vào các ngày chẵn. New Delhi luôn được xếp hạng trong số các thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới hàng năm, đặc biệt là thời điểm bước vào mùa đông từ tháng 11. Theo Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm liên bang, chất lượng không khí ở mức nghiêm trọng trong ngày thứ ba liên tiếp trong thành phố. Buộc chính quyền thành phố phải gia hạn đóng cửa các trường tiểu học cho đến ít nhất là ngày 10 tháng 11. Gofarai, Bộ trưởng Môi trường của Delhi cho biết, có khả năng ô nhiễm không khí sẽ gia tăng sau lễ hội của người Hindu vào ngày 12 tháng 11. Trong đó, pháo thường được sử dụng và người ta cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng hơn. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN xin kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.